Dạ, em chào cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã quay trở lại với video của em. Hôm nay thì em đi về làng hoa Sa Đéc. Không đầy một tháng thôi là chúng ta đã bước vào thềm năm mới, năm 2023 của Tết Nguyên Đán cô chú anh chị. Và giờ đây thì chúng ta sẽ đi cập nhật tình hình hoa năm 2022 tại làng hoa Sa Đéc, thì không khí buôn bán và chuẩn bị hoa để cung cấp cho những năm 2023 Tết này như thế nào. Và giờ đây thì em thấy là chúng ta đang thấy phía trước đó là cô chú anh chị đang cùng cả buôn bán hoa tại các cổng của làng hoa Sa Đéc rất là đẹp như thế này. Và em mời cô chú anh chị và các bạn cùng em chúng ta đi vào làng hoa Sa Đéc hoa ở tại nơi đây nha cô chú anh chị. Dạ em xin mời. Giờ em sẽ cùng cô chú anh chị mình chạy xe đi hết làng hoa Sa Đéc để chúng ta tham quan hoa tại nơi đây nha. Và hiện tại là em đang đứng tại cầu Sa Đéc 2 cô chú anh chị, và dốc cầu Sa Đéc 2 này chúng ta sẽ đi vào được làng hoa Sa Đéc. Giờ em mời cô chú anh chị cùng với em chúng ta đi vào làng hoa Sa Đéc nha. Dạ hiện tại thì em đang thả xuống dốc cầu Sa Đéc 2 và em đi vào làng hoa Sa Đéc cô chú anh chị. Vào Tết Tây thì lượng khách du lịch đến đây tham quan rất là nhiều luôn, và chúng ta sẽ cùng em sẽ tham quan làng hoa và chúc mừng em đó là những cái cây hoa giấy mà các nghệ nhân đã uống thành hình trái tim và chuẩn bị đón Tết của chú anh chị. Tết nay thì những chậu hoa giấy này sẽ chỗ bông hình trái tim rất là đẹp. Và giờ đây thì em mời cô chú anh chị cùng em chúng ta đi thẳng đi về làng hoa để xem bà con mình buôn bán nha. Và giao dịch hoa ở đây đó cô chú anh chị, và mua bán sẽ tập kết hoa ở tại dốc cầu Sa Đéc 2 luôn. Trước mặt cô chú anh chị đó là cầu Sa Đéc 2, và những cái tiểu thương mua bán cũng được đem ra đây để chúng ta tập kết lên xe nha, lớn như thế này nè cô chú anh chị. Đây là bà con mình sẽ soạn ra những cái hoa chân mẫu như thế này nè cô chú anh chị, sẽ bán hoa ở tại cặp lề đường như thế này. Và giờ đây thì những cái hoa này nó mới búp thôi cô chú anh chị, có nghĩa là sẽ Tết là sẽ nở rộ và bà con mình sẽ trưng Tết rất là đẹp. Và nơi đây thì bà con mình cũng đến đây để một là mua sắm, hai là chúng ta sẽ chụp hình và quay phim để làm kỷ niệm ở tại làng hoa Sa Đéc. Và cô chú anh chị biết đó, thì tại làng hoa Sa Đéc thì con người của Sa Đéc lúc nào cũng đón chào các quý khách đến đây để tham quan, sau đó là mua hoa để về trong dịp Tết đó cô chú anh chị. Và Tết năm 2023 này thì cô chú anh chị thấy bà con mình đi về làng hoa rất là đông luôn. Đây là chú đang cuộc những chậu này kêu bằng hồng phướng phải không chú? Hồng. Dạ. Cái này là mình giao hay gì chú? Chưa ha. Dạ. Này mình để lại đường để bán hay chú ha. Dạ. Một chậu năm nay là mình bán được bao nhiêu hả chú? Dạ. Năm nay mình thấy giá nó cao hơn năm rồi không chú? Con thấy ít hoa quá mà. Dạ. Rồi con cảm ơn chú nhiều nha. Giờ chúng ta đi tiếp cô chú anh chị. Là chúng ta sẽ đi vào hướng này để chúng ta xem bà con mình mua bán hoa ở tại làng hoa Sa Đéc vào Tết dương lịch và chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán cái lượng hoa sẽ như thế nào nha cô chú anh chị. Để đón chào làn quan mới Tết này, hãy cùng trao quà liếp tông vàng. Đây là đường cách đến làng hoa mình tham quan, và sau đó là một sông ở bên dưới. Đây là những chậu hoa chúng ta chuẩn bị cho xe các vị khách ở đây. Dạ, đây là hoa này. Tết như thế này thì hoa rất là nhiều, và đặc biệt thì có cúc mâm xôi. Và đây thì cô chú cũng đang chuẩn bị quấn để giao cúc mâm xôi đó cô chú anh chị. Đây là những chậu cúc mâm xôi nè cô chú anh chị. Cũng được bao lại như thế này để chúng ta giao cho khách đó cô chú anh chị. Dạ. Em mời cô chú anh chị chúng ta đi tiếp nha cô chú anh chị. Nơi đây thì chúng ta giao hoa, giao bông rất là nhiều. Em mời ạ.
Hiện tại thì Xuân năm 2022 ở sắp sửa khép lại và ngày Xuân năm 2023 của Nguyên Đán của chúng ta đã chuẩn bị mở ga và chúng ta đang ở thời kỳ là Tết dương lịch của chú anh chị và giờ đây thì tất cả các loại hoa này đã chuẩn bị cho mùa Xuân năm 2023 của chúng ta. Giờ đây thì bà con mình cũng đang làm hoa và hoa nơi đây rất là nhiều luôn của chú anh chị. Trước mắt em là hoa màu gà đỏ và hoa giãn thọ đó của chú anh chị. Chúng ta thấy hoa đang khoe sắc đáng chào mùa xuân đó của chú anh chị. Giờ đây thì em đã quay trở lại nơi mà chúng ta gọi là nơi thủ phủ cung cấp hoa tại làng hoa Sa Đéc. Thì nơi đây khách du lịch đi về đây tham quan rất là nhiều của chú anh chị. Và tí nữa chúng ta sẽ đi để tham quan các làng hoa ở tại đây nha quý anh chị. Giờ thì chúng ta đi vào cái chính thức đi vào trong cột của làng hoa Sa Đéc nha quý anh chị. Đây là cây cầu làng hoa của Sa Đéc đang khoe sắc hoa để đón chào một năm mới, năm 2023 rất là nhộn nhịp và tấp nập luôn. Và đây thì cũng cái nơi này quý anh chị là nơi buôn bán hoa, con sẽ trang trí hoa ra dọc đường như thế này. Và những chậu hoa này của chú anh chị thấy đây là hoa cúc mâm xôi đó của chú anh chị. Và đây là cô chủ cũng đang dàn hoa đi ra để bán của chú anh chị. Giờ mời của chú anh chị chúng ta đi tiếp, đi vào sâu vào bên trong làng hoa để chúng ta ngắm hoa vào những dịp Tết đến xuân về. Và sau đó thì chúng ta cũng được chiêm ngưỡng những chậu hoa đẹp ở tại nơi đây nha quý chú anh chị. Và giờ đây thì cô chú anh chị cùng với em chúng ta sẽ đi vào bên trong nhà vườn để chúng ta tham quan hoa tại đây nha cô chú anh chị. Đây là những cái vườn hoa mà bà con mình đã chăm sóc nha cô chú anh chị, rất là tuyệt vời và đẹp luôn. Giờ mời cô chú anh chị chúng ta cùng đi vào bên trong những cái hoa cúc để chúng ta tham quan cô chú anh chị. Dạ, đây là nơi vườn hoa nè cô chú anh chị. Em mời cô chú anh chị chúng ta đi vào bên trong vườn hoa này để chúng ta tham quan một tí về hoa nha cô chú anh chị. Bên đây thì có rất là nhiều hoa luôn. Cô chú anh chị mình có thể tha hồ lựa chọn ở tại vườn luôn cô chú anh chị. Bên đây thì hoa mồng gà nè cô chú anh chị. Cô ơi, cho con quay chút nha cô. Đây là hoa mồng gà. Mấy cô đang chuẩn bị cột dây đó cô chú anh chị. Cái đó mình cột dây mình giao hay gì cô? Dạ, một chậu hoa như vậy là mình giao được bao nhiêu hết cô ha? Dạ, vậy là chủ bán ha. Dạ, đây là mấy cô cũng cột dây ra. Đây thì bán thỏ và cúc rất là nhiều luôn. Đây em mời cô chú anh chị chúng ta đi qua đây để chúng ta xem cúc nha cô chú anh chị. Và đây là trước mặt chúng ta đi qua bên đó thì đây là những cái phân trơm và cho sò dừa và trong đó là có cả chấu nữa cô chú anh chị, là người ta sẽ trộn lên và sẽ vô bầu như thế này để chúng ta trồng hoa tại làng hoa Sa Đéc. Và đây là cúc nè, cúc chậu nha cô chú anh chị. Đây là nguyên một cái vườn cúc chậu rất là nhiều luôn. Chúng ta có thể đến đây để tha hồ mà lựa chọn những chậu hoa mà chúng ta ưng ý và hợp với túi tiền của mình thì chúng ta sẽ mua những chậu hoa tặng như thế này ở tại làng hoa Sa Đéc để chúng ta về trưng Tết trong dịp Tết này của chú anh chị. Vậy em mời của chú anh chị chúng ta đi tiếp những nơi địa điểm khác của làng hoa nhé. Em xin mời ạ.
Giờ thì chúng ta tiếp tục lên con đường làng hoa của chú anh chị và những chiếc xe điện chạy đón du khách ở thành phố Sa Đéc đi về làng hoa cũng đang hoạt động rất là tấp nập luôn của chú anh chị. Vào những ngày lễ đùa Tết như thế này thì nơi chỗ Happy Land Hồng Phi cũng rất là nhiều hoa luôn. Và bên đây là của chú anh chị, đây là những chậu hoa cúc không xôi đang khoe đón chào mùa xuân. Và đây là những chậu cúc rất là đẹp luôn và hoa rất là đều của chú anh chị, rất là đẹp. Dạ, giờ mời cô chú anh chị chúng ta đi tiếp nha. Và phía trước chúng ta là khu du lịch miệt vườn Happy Land Hồng Phi của làng hoa Sa Đéc. Thì bên trong đó thì có rất là nhiều trò chơi hấp dẫn và những cảnh tiêu vật hoa trang trí rất là đẹp. Và chúng ta đi vào thì chúng ta giữ xe ở ngoài này là xe Honda, chúng ta là mỗi xe 5.000. Và vô trong thì có quầy bán vé riêng nữa cô chú anh chị. Chúng ta vào đây thì sẽ có quầy bán vé riêng ở tại nơi đây để phục vụ quý khách. Và kế bên đây thì cũng có một cái vườn hoa, chúng ta có thể vô đây để mua và làm quà cho bà con, hoặc là chúng ta mua về để trưng cũng vẫn được nha cô chú anh chị. Và kế tiếp thì chúng ta sẽ gặp được những cái chậu hoa ở dọc đường như thế này, là các cái hộ dân của làng hoa Sa Đéc sẽ bố trí và bán hoa ở tại nơi đây. Đây cũng là một cái vườn hoa rất là nhiều cúc mâm xôi luôn. Cô chú anh chị mình sẽ tận mắt ngắm hoa ở tại làng hoa Sa Đéc xinh đẹp như thế này. Và trước mắt chúng ta thì xe đang ùn ứ phía trước luôn cô chú anh chị, vì cái lượng khách mà về tham quan và mua sắm ở tại nơi đây rất là nhiều luôn. Và hoa ở đây thì không thể nào thiếu được hoa hồng và hoa giấy. Và hoa giấy thì cô chú anh chị thấy rất là đẹp và rất là xinh luôn, với nhiều màu sắc và nhiều kích cỡ khác nhau tùy theo túi tiền mà chúng ta có thể có được những chậu hoa giấy đẹp như thế này để về trưng Tết ở bàn gia tiên hoặc là trước sân nhà của mình. Đây là cái vườn hoa lan nè, cô chú anh chị thấy mình ở đây cũng có hoa lan nữa cô chú anh chị. Đây là vườn hoa lan đang khoe sắc đón chào mùa xuân luôn cô chú anh chị. Lan thì rất là đẹp rồi, chúng ta trưng Tết thì rất là sang luôn. Và giờ đây thì chúng ta sẽ đi tiếp tại cái đường làng hoa của Sa Đéc của chúng ta. Sa Đéc vào những năm trước của chú anh chị cũng hoa rất là rực rỡ và rất là nhiều luôn. Và không kém gì năm trước thì năm nay hoa cũng tùm. Và giờ đây thì những cái chậu này nè của chú anh chị cũng đang được các du khách đến đây và đã lựa chọn và đã ấy nè của chú anh chị. Và bên kia thì các du khách cũng đã mua những chậu hoa của mình để được đem lên xe để đi về trưng trong dịp Tết này của chú anh chị. Giờ chúng ta đi tiếp nha cô chú anh chị. Dạ, em sẽ cùng cô chú anh chị mình trải nghiệm hết cái con đường làng hoa của thành phố hoa Sa Đéc để cô chú anh chị mình cùng được biết tại thành phố Sa Đéc đang chuẩn bị hoa để đón chào mùa xuân như thế nào. Và hầu hết là những con đường này trước cửa những hộ dân thì đều có trưng hoa phía trước để bán cô chú anh chị. Và cô chú anh chị biết trưng hoa này không phải là ấy đâu mà là trưng, và chúng ta có thể mua luôn cũng được, hoặc là chúng ta thích hoa đó thì chủ nhà sẽ dẫn chúng ta lại vườn để chúng ta mua số lượng lớn vẫn có nha cô chú anh chị, chứ không phải là một số hoa nhỏ lẻ được trưng bày phía trước này là nhà vườn không còn hoa để tiếp tục bán cho cô chú anh chị đâu. Mà thật sự ở đài trên đây thì bà con cũng biết đó, thì làng hoa Sa Đéc năm 2022 đang khoe sắc đón chào mùa xuân. Và nơi đây thì chúng ta thấy hoa là một cái nét tô điểm đặc biệt đối với các hộ dân ở làng hoa Sa Đéc, và nhất là những chị đi tham quan và du lịch check-in và chụp hình ở tại nơi đây ở những cái cảnh hoa đẹp tuyệt vời như thế này và không thể nào thiếu được ở tại làng hoa Sa Đéc của chúng ta. Và những cái làng hoa như thế này á, thì cô chú anh chị cũng biết đó, thì bà con cũng sẽ bỏ ra công sức rất là nhiều mới có được cái những cái chậu hoa đẹp tuyệt vời như thế này. Và cô chú anh chị biết đó, thì cái khâu kỹ thuật chăm sóc thì không phải dễ,
và do người dân lành tay ở tại làng hoa thì người ta sẽ chăm sóc có một cách chăm sóc riêng quý anh chị. Và những cái chậu hoa này thì quý anh chị thấy không hề có lá nào sâu luôn và rất là xanh đẹp, hoa rất là tươi. Và hoa ở tại Sa Đéc thì chúng ta mua về thì đảm bảo một điều là không có bị dập lá và dập bông, vì nơi đây người ta bao rất là kỹ càng khi mà chúng ta đưa đến cho tận tay. Chúng ta biết đó thì cái nơi làng hoa Sa Đéc của chúng ta thì rất là nhiều điều mà chúng ta cần phải biết để du khách chúng ta đến đây để tham quan, và không thiếu phần trang trọng là những người dân Sa Đéc, những người bán hoa rất là nhiệt tình và nồng nàn, niềm nở để đón cô chú anh chị mình đến tham quan. Nếu chúng ta không mua sắm thì cũng không có chuyện gì xảy ra, và chúng ta nếu mua sắm thì người dân sẽ vui mừng hơn vì sẽ được cô chú anh chị mình ủng hộ hoa tại làng hoa Sa Đéc để bà con có động lực để qua năm sau để chúng ta trồng tiếp hoa để phục vụ cho cô chú anh chị vào những cái dịp Tết đến xuân về của những cái lễ như là Tết Tây và Tết Nguyên Đán của chúng ta. Đây là một cái nơi người ta trưng hoa rất là nhiều. Đây là một cái giống như là một cái thiên đường về hoa như của chú anh chị. Và những chiếc xe mà ba bánh như thế này được gắn đầu máy xe Honda vào thì cũng được tận dụng ở tại làng hoa này để tập kết hoa ở tại điểm mà các xe lớn cô chú anh chị. Tại vì cô chú anh chị biết có làng hoa Sa Đéc đó thì khách du lịch chúng ta đến đây rất là nhiều, và cái lượng khách càng đông thì xe lớn không thể vào được, cho nên là cần cái những chiếc xe như thế để luân chuyển di chuyển những chậu hoa mà nhà vườn tại đây bán đi ra những cái đoạn đường lớn để có thể đậu xe lớn được để tập kết đi về miền Tây, các tỉnh miền Tây và các tỉnh miền Đông luôn. Thì làng hoa Sa Đéc không riêng về bán cho cái tỉnh này không, mà tất cả các tỉnh miền Đông đều được bán hoa ở tại nơi đây. Và đây là cảnh bà con mình đang chắc hoa để chuẩn bị bán trong cái dịp Tết đến xuân về đó cô chú anh chị. Những đây là những chậu hoa mồng ra sẽ được bà con mình xếp in những cái kệ như vậy từ nhà vương đem ra đây để bà con mình trưng bày để bán. Khi mà bà con mua số lượng lớn thì chủ vườn sẽ dẫn bà con ra tại vườn để bà con tự tay lựa những chậu hoa đẹp xinh và vừa với ý của mình, và nhất là cặp mắt của những người lựa hoa. Thì nơi đây rất là nhiều hoa luôn, cô chú anh chị mình sẽ thản nhiên và lựa hoa. Và bên đây là cô chú anh chị, bên đây là những chậu tắc trái rất là chịu quả và rất là đẹp, thì bà con mình sẽ được chiêm ngưỡng những tác phẩm của những nghệ nhân ở tại làng hoa. Giờ em xin mời cô chú anh chị chúng ta đi tiếp hết làng hoa Sa Đéc này. Em sẽ cùng cô chú anh chị chúng ta sẽ trải nghiệm hết con đường hoa của làng hoa Sa Đéc nha cô chú anh chị. Đây, giờ đây chúng ta sẽ tới được những cái không gian mà bà con đang bày bán ở cặp lộ này cô chú anh chị, và cả hai bên luôn. Bên đây cũng hoa rất là đẹp, và bên cạnh hoa thì cũng có những cái chậu tắc. Thì cô chú anh chị biết Tết thì chúng ta cần phải trưng tắc để chúng ta tắc là may mắn đó cô chú anh chị. Ý nghĩa của chữ tắc là may mắn, cho nên là bà con cũng thường hay trưng tắc. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy có nhiều hộ dân là trưng bắp luôn. Cô chú anh chị thấy đây là cảnh mà phần người dân chúng ta đang vô chậu để giao hoa cho khách đó cô chú anh chị. Phía trong thì trong nhà thì bà con cũng đang vô những cái chậu. Chúng ta sẽ vô những cái chậu như thế này cô chú anh chị. Vô chậu và sẽ giao cho khách nha cô chú anh chị. Đây em mời cô chú anh chị chúng ta sẽ đi tiếp nha cô chú anh chị. Đây là những cái cảnh hoa mà bà con đang rực rỡ và sáng rạng trên con đường làng hoa Sa Đéc của chúng ta. Đây là cái nhà vườn chúng ta đem bên đây để
bán trong những cái vườn như thế này của chú anh chị. Bên đây thì là hoa giấy của chú anh chị. Bên đây thì hoa rất là nhiều luôn. Chúng ta thì hết những cái làng hoa như thế này thì chúng ta thấy tráng ngợp hết cô chú anh chị, tráng ngợp với sự hoa nhiều màu sắc và nhiều phong cảnh ở tại nơi đây. Phía trước chúng ta là rất là đông du khách đến đây để vừa tham quan và vừa mua sắm. Và phía trước là cô chú anh chị, phía trước đông như thế này là tại vì nơi đây có một cái đài ngắm hoa. Và đài ngắm hoa này rất là cao nha, nó sẽ thấy được bao trùm của cái làng hoa luôn từ trên cao. Đó là góc cao độ mà chúng ta có thể nhìn xuống. Và đây nè, đây là cái đài ngắm hoa đó, cái cao cao giống như cái tháp đó của chú chị, chúng ta có thể lên trên đó được và ngắm hoa luôn. Và bên trong đó là có sẽ có nhiều tác phẩm hoa và những tác phẩm khác nhau ở tại đài hoa này luôn. Đây là đài ngắm hoa vườn Kỷ Ngọc Lan năm đón chào năm 2023 đó cô chú anh chị. À, và con thấy mình vô đó và chúng ta vô cái đài ngắm hoa đó thì chúng ta sẽ mua vé nha cô chú anh chị. Mua vé chúng ta mới được vào đó để tham quan và lên đài ngắm hoa để ngắm toàn vẹn công viên hoa của Sa Đéc của chúng ta. Và đây là các du khách ở nhiều nơi chúng ta quy tụ về đây để tham quan cô chú anh chị, tham quan nơi vườn hoa vào dịp Tết Tây. Tết Tây năm 2023 và cũng còn trọn vẹn không quá bao nhiêu ngày nữa thì chúng ta đã đến Tết của Nguyên Đán của chúng ta cô chú anh chị. Giờ em mời chúng ta cùng đi cho hết cái đoạn đường hoa này luôn. Và em sẽ check in cho cô chú anh chị mình được biết tại làng hoa Sa Đéc này. Và kế cái đài ngắm hoa của chú anh chị là mỗi năm nơi đây sẽ làm cái chậu cúc khổng lồ. Và phía trong đó thì em thấy là các nghệ nhân đã chuẩn bị gáp khung và chuẩn bị hoa cúc để chúng ta trang trí lên cái chậu hoa cúc khổng lồ để bà con mình đến đó để được chiêm ngưỡng ngắm hoa cúc khổng lồ. Đó, hoa cúc khổng lồ là tại đây, cũng cách cái đài ngắm hoa khoảng 20m thôi cô chú anh chị. Đây, chúng ta sẽ đi tiếp nha. Đây là cái hoa này hoa đồng tiền phải không cô? Cúc kim cương hả? Đẹp dữ ta thằng ta. Dạ. Cúc kim cương năm nay mình trồng như vậy, đẹp như vậy là bán được bao nhiêu một chậu hả cô? Dạ, mười mấy ngàn chậu. Này là mình đang chuẩn bị để giao cho khách quá. Dạ, mình quấn vậy là hoa dưới lá đâu có dập hả cô ha? Dạ, báo lại nữa. Dạ, đây là bà con đang chuẩn bị giao cho khách này của chú anh chị. Đây là loại hoa là cúc kim cương nha. Loại hoa này rất là đẹp. Con nhìn xa xa tưởng là cúc nhân thọ không à? Dạ, nó cũng giống giống cái bông cúc thọ ha. Rồi con cảm ơn cô với bà luôn nha. Đây, hoa rất là đẹp bà con ơi. Đây, chúng ta đi tiếp với chú anh chị. Chúng ta đi tiếp trên con đường là hoa này nha. Và nơi đây cũng có rất là nhiều hoa đó. Bà con mình thuận tay thuận chân chúng ta đi về làng hoa Sa Đéc để ngắm hoa và mua hoa để chúng ta được chiêm ngưỡng những cái hoa và những cái tác phẩm hoa đẹp như thế này nè cô chú anh chị. Hoa này hoa gì rất là nhuyễn luôn. Và đây là khách cũng đến đây để mua hoa. Chúng ta sẽ đi hết đoạn đường hoa này luôn nha cô chú anh chị. Đây là hoa rất là nhiều luôn, các dạng hoa luôn. Rồi
trường làng hoa Sa Đéc khoe sắc thắm. Đây, nơi đây rất là đẹp cô chú anh chị ơi, để em vô đây để quay cho cô chú anh chị mình cùng xem nha. À, một cái vườn hoa đẹp rực rỡ như thế này thì chúng ta phải ngắm hoa ở tại nơi đây nha cô chú anh chị. Anh đi vào thôi, xin vào cái nha. Dạ, đi. Chúng ta sẽ tiếp tục đi vào để chúng ta ngắm hoa ở tại làng hoa Sa Đéc, tại cái vườn hoa này thì em thấy rất là đẹp, cho nên em đến đây để quay cho cô chú anh chị mình cùng được xem những cái chậu hoa đẹp ở tại tận vườn như thế này nè cô chú anh chị. Đó là những chậu hoa, đây là những chậu hoa bông xôi đang khoe sắc đón chào mùa xuân, và chúng ta sẽ đón được cái mùa xuân năm 2023 Tết Nguyên Đán của chú anh chị. Và chúng ta đang đi đó là ngày mùng 3 Tây tháng Giêng, là ngày Tết năm 2023 là Tết Tây. Và nơi đây là có những cái chậu hoa rất là đẹp luôn, cho nên là em muốn cùng cô chú anh chị mình cùng trải nghiệm tại cái vườn hoa như thế này. Và đây là những cái cảnh mà bà con sẽ đi tứ nước cho hoa tại đây nè cô chú anh chị. Và có rất là nhiều loại hoa mà chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng ở tại nơi đây, rất là nhiều hoa luôn và nhiều màu sắc khác nhau luôn của chú anh chị. Đây là như một cánh đồng hoa luôn đó cô chú anh chị. Em sẽ mời cô chú anh chị đi hướng bên đây nha, hướng bên đây cũng sẽ có rất là nhiều hoa đẹp và nhiều màu sắc luôn. Và trong đó thì là cái vườn hoa cúc mâm xôi đang nảy nở và khoe sắc đón chào mùa xuân. Cô chú thấy rất là nhiều hoa luôn nè ha. Con đường làng hoa chúng ta đã đi giáp đó cô chú anh chị, và em cũng xin cô chú anh chị mình chia sẻ video để mọi người cùng được biết tại làng hoa Sa Đéc, và cũng hãy nhấn nút đăng ký để ủng hộ em nha. Và đây là cái bãi giữ xe mà các du khách sẽ đến đây từ xe 4 chỗ trở lên sẽ được đậu tại nơi đây nè cô chú anh chị, tại bãi giữ xe này. Và chúng ta sẽ đi qua đây và để đi xe những chiếc xe lưu chuyển như thế này để xem hết những địa điểm ở làng hoa Sa Đéc. Và đây là cái cầu mà cầu Xe Nhiên, và chúng ta ra khỏi cầu Xe Nhiên này là chúng ta đã đi hết làng hoa đó cô chú anh chị. Và em cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video của em, và Tết đến xuân về em xin chúc cô chú anh chị một mùa xuân thật nhiều niềm vui và thật nhiều vui vẻ, và nhất là làm ăn luôn thuận lợi trên những bước đường của mình, nhất là con đường công danh và sự nghiệp. Em xin khép lại video tại đây. Em thân ái kính chào cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị mùa xuân tràn đầy hạnh phúc ạ. Xin chào.